Alo, xin chào cô chú nha. Ở bên đó là chị Hồng Loan với lại con của cô Tư, chú Tư chứ, đang bàn cái chuyện về cái gia đình. Thì chuyện riêng Hơn Trần không có chia sẻ. Thì phía bên ngoài là cô Sáu, chị Hồng Loan thì ở ngoài cũng đang đợi. Và một điều đặc biệt là theo gia đình chia sẻ là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh đang đến nha mọi người, ít phút sau sẽ đến. Nhưng cái ngày ráp mộ, ngày đặc biệt nhất sẽ đến hôm nay nha cô chú anh chị ơi. Thì thật sự là vui khi nghe tin là một tất giờ rưỡi đổ bê tông, tất cả con nuôi của chú đều đến đây hết. Nghệ sĩ Vũ Luân, rồi nghệ sĩ Bình Tinh, anh Sô đang trên đường tới. Tới rồi luôn rồi, sắp tới rồi, còn mấy phút nữa tới là Vũ Luân và Bình Tinh. Wow, quá quý rồi. Quay lại hết rồi. Mọi người cứ nói gì nói đi. Rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cô cũng biết rồi đó, ở đây là thông tin giả rất là nhiều luôn. Chị có Hơn Trần là đăng lên thật sự. Cũng kính thưa cô chú anh chị, ở bên ngoài là cô chú anh chị ở bên đây rất là bức xúc là đưa thông tin giả lên. Thì chỉ có Hơn Trần là đưa thông tin chính xác thôi. Đó, không thấy Minh Dương, không thấy Minh Dương nghệ sĩ gì hết. Trời ơi, ở ngay mộ mà gây lộn quá trời cô chú anh chị ơi. Thôi, bớ lại. Trời ơi, có biến à mọi người, ở đây gây lộn quá trời luôn rồi. Gì vậy? Có biến gây lộn từ lô đó. Nói là mọi người đưa thông tin giả. Ai nói đưa giả? Đưa thông tin giả kìa. Ai đưa thông tin giả? Thì hiện tại là hả, có biến tại mộ nha mọi người. Biến căng lắm rồi. Tại sao mà hả, bây giờ là hả, người nhà đến đầy đủ rồi mà hả, cãi lộn quá trời luôn. Lời qua tiếng lại của mọi người không ai nhường ai hết. Rồi cãi lộn quá trời luôn rồi mọi người ơi, không biết luôn. Hai chị này nè, nãy giờ hai chị này nhiều. Hình như là chị có gì bức xúc không đó chị? Wow, để đấy là những câu chia sẻ. Rồi, chị đòi đập luôn. Mong chị được chia sẻ thì khán giả ở xa cũng như gần rất yêu mến chị và dành những tình cảm với chị nhiều hơn ạ. Rồi mọi người ơi, thì hiện tại mọi người có thể thấy là bên đây là gia đình của chị Hồng Loan và ngồi phía bên này, và bên tay trái của em phía bên ngoài kia là gia đình của chị Hồng Phương. Thì tại sao hả? Hai bên ngồi hai bên. Không thì nhiều khi mà thì cũng có câu hỏi, nhưng mà theo Tâm Sĩ Phố nghĩ là tại vì cái chỗ bên này nhiều khi nó chật nên mà chị Loan ngồi, gia đình chị ngồi bên đây và bên kia thì nó cũng trống, nó mát. Nên chị Hồng Phượng cùng gia đình mình cô lành hồi xưa đó lên nhà ổng mà mỗi khi mà muốn đi về á là chào anh Linh em về, mà khoảng chừng một giờ đêm về, 4 giờ sáng mới ra khỏi nhà. Là vậy đó, anh Linh em về mà cứ chào hoài mà không chịu về. Cứ chào hoài 4 tiếng hồ sáng. Rồi bây giờ thì cô Lành đi vào chào cậu Nam Vũ Linh trước khi ra về. Cô Lành ra gì rồi? Sao cô Lành không ở tới chiều? Không, cô Lành có công việc lắm thôi. Không, cô Tùng, cô hứa. Em xin lỗi anh, em rảnh em lên, ok. Quá quý rồi. Cô Lành nhiều khi thương cậu nhưng mà rất là muốn ngày nào cũng ở trên đây với cậu, nhưng mà vì công việc đúng rồi, cô cũng nói là công việc nên rảnh lúc nào là cô cũng sẽ dành thời gian cho cậu. Okay. Bây giờ đi xe đi mình luôn, khỏi cần đi dài hết. Wow. Đi xe máy một mình luôn. Cô Lành đi sướng đi mình. Mà chở nhỏ em thôi. Thì ổng dài cũng nghe thông tin là cô Lành cũng bức xúc rất là nhiều luôn á mọi người. Nhưng mà sao cô? Chị nghe vào kìa. Từ đi con, từ đi rồi hỏi hà không giải con. Dạ giờ vậy. Giờ mình nói nhiều không được. Dạ, vậy thôi, ưu tiên hôm nay ngày rắp mộ. Dạ, cô Lành về, đi xe máy về con. Dạ. Rồi bây giờ là cô Hồng Nhung.
cũng với lại Kim Nga bé Ngọc. Ủa vậy hả? Vậy cũng có là... ủa chừng nào mới làm ta? Dạ đầu giờ, đầu giờ, bây giờ cũng sắp đầu giờ nó làm mà. Giờ nó mới vô đổ bê tông. 1 giờ rưỡi. Ở đây công nhân 1 rưỡi nó làm sớm thì sớm. Đầu làm. Còn người ta vào làm lúc nào thì mình cũng đâu có biết được đâu. Ê, xíu nữa làm nè. Tí xíu nữa làm giờ đó. Đầu giờ rồi nè. Đầu giờ rồi. Coi làm sao rồi bây giờ rảnh thì mai xuống có nhân. Chắc đổ bê tông xong rồi đợi khô cô. Đúng, phải đợi khô mà. Đợi khô mới mới lắp cái phần kia lên được. Đây chị Hồng Phượng ơi, cô chú anh chị ơi. Chị Phượng vào chào cậu Nam Vũ Linh, chị về còn dành thì phải tới giờ đón Ruby nữa. Ruby chuẩn bị về nữa. Dạ, cô làm nói là tạm biệt 1 giờ nhưng mà 5 giờ cô làm nó về. Lúc nào cũng vậy. Nghệ sĩ Hồng Phượng. Chào cô Hồng Phượng, xin chào ạ. Nhan hả? Nhan ở đâu? Chờ đi, hồi nào giờ? Ông Thanh đâu biết hơn mà. Đây Hồng Phượng. Bạn này dễ thương lắm. Đẹp lắm. Hồng Phượng đang thắp nhang cho cậu. Đây Hồng Phượng đây. Quá tuyệt vời. Nè Hồng Phượng nè. Quá trời YouTube luôn rồi. Cùng với lại cô Sáu, Hồng Nhung và chị Năm vào tạ tiệc Nam Vũ Linh để ra về nhà. Thì cũng về phải đón bé Ruby nữa. Những tình cảm mà cô Sáu, chị Hồng Phượng cùng với lại người nhà rất là thương yêu cậu. Khi mà thấy cái mộ của cậu được bắt đầu xây là cả nhà rất là lên đây rất là đầy đủ cả nhà, rất là vui luôn. Năm đó rất đẹp. Quá tuyệt vời. Thuốc cậu đâu? Thuốc đâu, ngồi cho cậu điếu, ngồi cho cậu điếu. Cho cô Sáu ngồi. Cô Sáu là quá tuyệt vời. Cô Sáu bằng thuốc chuyên nghiệp lắm cô chú. Cô đi luôn. Chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp hơn Hương Trần. Hôm nay hơn chừng rồi quá quý rồi mọi người ơi. Rất là ngưỡng mộ tình cảm của cô chú anh chị hôm nay đã đến đây rất là nhiều trong cái ngày sinh nhật của Nam Vũ Linh. À cái nhang chọc vô cái đây này coi cô hát đây nữa. Cái tâm nó chọc vô đứng đây. Này coi sống. Cái này là cái đi. Cái này là cái gì cho cậu? Thôi coi như cái phải là thuốc. Để đổ hư thì sao ba cái gì á? Làm chưa? Chở chở lại chưa? Giờ chắc mới làm. Giờ một mấy rồi mà. Chưa thấy nó chở vật tư tới. Chở vật tư tới. Một buổi nữa không? Chở vật tư nó đổ ở đây là để cho nó cứng rồi. chắc khoảng 2 đến 3 ngày là chết hẳn đó cô.
Từ giờ tới sáng mai là nó khô rồi. Dạ, nhưng mà đợi mà nó chết hẳn hết con, là khoảng 2 đến 3 ngàn. Là nó là cứng hoàn toàn, cứng 100%. Tại vì làm này nguyên cái khối đúng không? Sợ nó rất là nặng. Nhưng nếu như vậy thì chắc rồi vậy này là xong cái trời làm xong cái ta rồi bỏ vô cái một cục đó không xin giữa hả? Rồi là còn cái năm còn cái bộ bia đó, cái bia ráp vô cái nào cái bia là chưa xong rồi. Vậy chứ con thấy gì chứ cũng có sách cái kèm lại con thấy không? Đúng rồi kèm đó. Có kèm lại hai cái tảng đó. Kèm lại đó không tắt hết trơn để chị về ra thì mất. Nó không có bẹt ra hả con? Nó không có bẹt ra, nó không có ngã. Lát rồi sẽ đổ bê tông hết luôn. Lát hồi trưa đầu giờ là vô sẽ đổ bê tông cho nó cứng cái phần đế lại. Cho bê tông vô có chú anh chị ơi. Quá sẽ vô rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bên kia nó nói sẽ vô rồi, con chưa thấy. Chắc mới vô thiệt á. Giờ cũng 1:30 rồi. Bây giờ con tin là bán cô giống là vậy con. Bán cô giống luôn trời. Cô sớm về. Trên mạng tôi nghe lời tiếng của cưng rất là nhiều. Con la không mà rốt cuộc không thấy gì hết. Quỷ sứ ông Bình. Nói lại đi, có làm ai có làm. Quỷ sứ ông Bình tôi nghe tiếng người la không làm tao hết hồn hết vía, tao nhìn đã rốt cuộc không thấy gì hết. Xe tới rồi cô bác ơi, xe tới rồi cô bác ơi, rốt cuộc không thấy xe đâu hết. Là có ai không? Mấy lần rồi đó. Mấy lần rồi đó. Quá quý rồi, cô chú anh chị ơi, tuyệt vời, trên tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Cậu năm mãi đỉnh, cậu năm mãi đỉnh. Anh Linh mãi đỉnh, anh Linh mãi đỉnh, anh Linh mãi đỉnh. Trời đất ơi, chị không có lần. Anh năm mãi đỉnh, cậu năm mãi đỉnh, cậu năm mãi đỉnh, cậu năm mãi đỉnh. Đúng rồi cô, Tâm Sĩ Phố mãi đến Hưng Trần ủng hộ cậu Năm mãi đến. Lúc nào tụi con cũng dành tình cảm cho cậu Năm rất là nhiều. Đó, con thương cậu Năm lắm mà. Lúc nào cũng ở đây để đưa chia sẻ thông tin của cậu đến với tất cả mọi người. Dạ đúng rồi. Xe cậu tới rồi, xe cậu tới rồi, không thấy xe cậu đâu. Cậu Năm mãi đỉnh, cậu Năm mãi đỉnh. Trời có mình Hương Trần la vậy trời. À có ai kiếm cô Sáu. À giới thiệu với mọi người luôn nha. Chưa kịp giới thiệu chị chạy rồi, đó là con của bác Tư đó. Anh Thứ Tư. Dạ, con nghe anh Thứ Tư. Này nó là dân mà mẹ đó ở ngay Dầm Cống. Trừng ngã xe đạp của thầy. Bắt Dầm Cống. Con con bác Tư, con bác Tư. Con bác Tư. Con bác Tư. Này con của bác Tư. Con bác Tư à. Giờ cũng lên xe của chú anh chị. Chào cô Sáu nha cô Sáu. Bye cô Sáu. Em chào chị Hồng Phượng. Cả nhà của mình. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Có gì chia sẻ. Giờ chị về trước nha. Dạ. Rồi cô Sáu. Cô Sáu Hồng Sơn đã lên xe về. Đi xe với Hồng Phượng nha.